lễ tân hôn Puka, Ginh Tuấn Kiệt, sính lễ kim cương 2 tỷ đồng, dàn sao đình đám hội tụ. Hình ảnh trong lễ tân hôn của cặp đôi được bạn bè, người thân chia sẻ gây chú ý. Sáng ngày 1 tháng 11, Ginh Tuấn Kiệt và Puka tổ chức lễ tân hôn khiến fan hào hứng. Buổi sáng, gia đình nhà trai đã làm lễ xin dâu và thực hiện các nghi thức đám cưới. Trong ngày trọng đại, Puka mặc áo dài hồng truyền thống, để tóc dài dịu dàng kết hợp với kẹp tóc ngọc trai. Trên gương mặt cô không giấu được niềm hạnh phúc. Bên cạnh nữ diễn viên là ông xã diện áo dài Tôn Su Tôn, phong độ, lịch lãm. Ở mọi khoảnh khắc, cặp đôi luôn giữ nụ cười thường trực trên môi. Cô dâu chú rể trong buổi lễ. Một số hình ảnh hiếm hoi trong lễ gia tiên được bạn bè, người thân của cô dâu, chú rể chia sẻ. Theo đó, không khí đám cưới rộn rã tiếng cười với sự chúc phúc của hai bên gia đình, khách mời và dàn bưng quả. Có thể thấy, dàn bưng quả nam đều là những nghệ sĩ nổi tiếng như Trương Thế Vinh, Ngô Kiến Huy, Song Luân, Duy Khánh, ST Sơn Thạch, Anh Tú và Dung Phạm, Mai Quỳnh Anh, Lily, Thúy Ngân, Ngô Bảo Ngọc, Nguyên Thảo là những phụ dâu bưng quả. Các nghệ sĩ đến chúc mừng ngày vui của Puka, Ginh Tuấn Kiệt. Ca sĩ Hòa Minh Di, diễn viên Huỳnh Lập, Lâm Vĩ Dạ là khách mời tham dự đại diện cho đàn trai. Đặc biệt, nghệ sĩ Trường Giang cũng có mặt và đảm nhận vai trò MC cho buổi lễ. Theo một người bạn thân thiết của cô dâu chú rể cho biết, quà cưới của đàn trai là bộ trang sức kim cương trị giá 2 tỷ đồng. Ngoài sính lễ này, nhà trai chuẩn bị mâm lễ trầu cau, rượu, bánh trái, hoa tươi. Sau khi sính lễ được trao, cô dâu chú rể làm lễ trước bàn thờ gia tiên, trao nhẫn cưới. Sau lễ ăn hỏi, Puka và Ginh Tuấn Kiệt sẽ tổ chức đám cưới ở Cam Ranh vào ngày 4 tháng 11, tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 6 tháng 11 và ở Đồng Tháp, quê Puka. Cặp đôi vướng tin đồn hẹn hò từ năm 2020. Thời điểm đó, cả hai thường xuyên bị đồng nghiệp trêu chọc chuyện tình cảm song không lên tiếng xác nhận. Hôm 6 tháng 9, Ginh Tuấn Kiệt đăng ảnh thân mật, đồng thời xác nhận thông tin anh vừa cầu hôn bạn gái sau 4 năm hẹn hò. Từ thời điểm đó, cặp đôi thường xuyên đăng tải những hình ảnh tình cảm trên trang cá nhân. Ginh Tuấn Kiệt cũng vừa phát hành MVM này. Ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường viết có giai điệu lãng mạn, ngay lần đầu tiên nghe thấy anh đã quyết để dành bài hát cho ngày sinh nhật của Puka. Nam ca sĩ bày tỏ sự biết ơn với ekip thực hiện MV, cảm ơn tất cả mọi người đã cùng Ginh gấp rút thực hiện MV này ra kịp ngày chúc mừng sinh nhật của cục vợ. Em à, anh muốn em là bông hoa của cuộc đời riêng anh. Happy birthday cục vợ. Cảm ơn cục vợ đã hết lòng hết sức vì sản phẩm này. MV em này từ Ginh Tuấn Kiệt với sự góp mặt của Puka. Cùng với đó, Puka cũng đăng tải lá thư tay, gửi lời xin lỗi đến những khán giả đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Puka cũng giải thích lý do cả hai không thừa nhận là người yêu, thậm chí còn phủ nhận khi tham gia một số game show. Ginh và Pu biết có những lúc hai đứa cũng làm mọi người buồn nhiều vì chưa thừa nhận tình cảm của mình. Lý do là vì cả hai luôn muốn chương đợi đến giây phút khi hai đứa chính thức trở thành vợ chồng mới lan tỏa niềm hạnh phúc ấy đến với mọi người. Một cái kết đẹp sẽ đến khi ta luôn truyền những năng lực tích cực cho nhau. Ginh Pu không biết cảm ơn những tình cảm đáng quý đó bao nhiêu cho đủ. Nên MV này là món quà tinh thần gửi tặng đến tất cả quý vị khán giả. Mong cho tất cả chúng ta sẽ luôn hạnh phúc và luôn bình an trong cuộc sống. Theo những thông tin đã được chia sẻ, đám cưới của Ginh Tuấn Kiệt, Puka sẽ được tổ chức ở Cam Ranh vào hôm 4 tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 6 tháng 11 và hôn lễ ở Đồng Tháp, quê Puka. Puka lớn hơn Ginh Tuấn Kiệt 5 tuổi, tuy nhiên nam ca sĩ từng chia sẻ không quan trọng tuổi tác trong tình yêu. Trong hậu trường một show ca nhạc, Ginh Tuấn Kiệt cho biết anh bị thu hút bởi một cô gái cá tính, chững chạc. Khi được hỏi, nếu mẹ bắt cưới Puka, bạn sẽ thế nào? Nam ca sĩ trả lời sau vài giây, cưới luôn. Mẹ bắt mà, em nghe lời mẹ lắm. Trước tin đồn tổ chức đám cưới vì Puka đang mang thai, phía Ginh Tuấn Kiệt phủ nhận. Trên trang cá nhân, ca sĩ Hòa Minh Di đăng tải clip đi tập hát để chuẩn bị cho hôn lễ Ginh Tuấn Kiệt và Puka. Thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng,